Hãy
khẩu trung tâm gọi ủn ơi và em gọi ủn ơi nói thông thường sao dạ ủn đây ở trong thảo chết cười quá cho nên có thằng nghe nữa rõ là nó vào nhà mình xong nó đi ra rồi tao bảo nó đi ra rồi à cứ nó đi vào nó đi ra rồi thì nó cũng phải đi ra rồi chứ muốn nó cứ đi thì xong thế gọi về làm nhà nhưng mà nhất quyết nó không trả lời hồi sau gọi một hồi chắc phải 5 phút đấy con ạ con đây điên không điên chết mất gặp tao là cái gì thằng đi ông khôi lắm vợ ấy làm đẹp nó bỏ đói con mình chỉ có cơm ăn con cứ làm chỉ cậu uốn lên cột gọn vào đẹp quá đúng không đấy cuốn gọn cuốn là cột đúng không thả cái u quá ơi cái biết đẹp quá quá là một sự lựa chọn rất đúng 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 rất là đúng đắn luôn đi uốn cái đuôi rồi đó rất đúng đắn đó không biết sao đấy chơi trò về hôm nay ở nhà không đi đâu hết á đi tao chập chân đi tao để con sao ngoài cửa kìa đứa nào đi tao chập chân đừng có đi đâu cửa nó phân biệt rất rõ nhá cái gì ấy gặp nhưng mà cái gì ấy không hôm qua trước mày là mình trùng cây bối bằng này đúng không? Màu xanh xanh lá cây xanh dương bối khôi voi xong rồi đấy là bà trước nữa cái bà có thằng cu nói chung là con mẹ nó đeo cái nên mắc tính đấy có mình bà thì nhất thôi ở nhà nó em đẹp không bố có những bên trước đang là con gấu nó rất xanh mà bây giờ bởi vì lúc nãy tao với mà tao với con phụ nữ bên cạnh cái kho của nó luôn mà thì đúng một cái kho hết sạch rồi lúc đấy chúng nó cũng lật ra thì nó bảo hết rồi mà chúng mình sẽ chạy ra ngoài nhưng mà chắc nó phát thêm cái đống ngoài em hết không lần sau đây là rút kinh nghiệm đem mấy bộ đồ đi luôn anh bị điên à biến gì
Đó, đâu có quan trọng con cún đâu mà. Mà quan trọng là số điện thoại của mình thôi. Số điện thoại với lại mình nữa, mình đi nhiều quá nó hiện ra thôi. Mình phải chia người ra đi. Chia người ra đi, còn con cún đâu quan trọng đâu. Có như ông Tiến thì bảo bạn bố đó, ông có bạn cò này nó lấy hình ở nhà lên cũng được kìa. Tí nữa em đục hình cho mà coi hình con đó. Chụp ở nhà cũng được hả? Ừ, hình chụp ở nhà luôn. Ông kêu là cái gì này? Vì sợ đông quá, sợ mí mít. Ông nói vậy. Mình nói thì thôi chứ. Em quay lại nhìn em bảo chắc chắn là đấy, cái đó sai rồi. Bập bập lùm. Con lấy vợ cũng được á. Dạ nó giàu lắm. Xài không tắt vào được đâu cái gì nữa. May là không có đứa nào ở bên này chứ. Từ nhìn cũng chở hết tập quá. Có nổn. Thế là tí nữa con Linh phát kiểu gì bố mẹ nó chở ra đó. Cũng chở ra đó, bà cũng chở cũng ra đó. Xong buổi sáng rồi có mấy thay thì mẹ và kêu là cái không con bố mẹ chúng mày bỏ đói tao pha ăn tô cho chúng mày ăn thế là không thể mua thức ăn đồ ăn tao pha ăn tô cho chúng mày ăn kêu tôi bảo là sáng qua tao pha ăn tô cho chúng mày ăn trong phần đáp như thế phần đáp như lớn không ai mua được đồ ăn không có phải pha ăn tô cho chúng mày ăn. Cũng đang phải khai nhìn cách bánh. Động rồi qua chứ là động như thế thì ta phải mua nhiều đồ. Phải mua bánh trái các thứ đầy ra đấy đi. Vì tận 5 đứa cháu, 3 gia đình thôi mà. Người thì góp đồ ăn, người thì góp bánh trái. Thế ở đây tối hôm qua đón con mình bắt cũng phải mấy bộ đồ. Chứ có nhiều, bố mẹ con Ly ấy. Cũng phải mấy bộ đồ cho hai anh em, hai chị em nhà nó thôi à. Đồ Tết ấy, bà kêu mà về rồi ấy, sao bà bảo tao đấy. Thì nó lại mua đồ Tết nữa rồi. Cuốn mặc váy mới hả? Xong nó nói cái gì đằng sau cũng biết quyết được. Nghe là tao mặc cắm nghe lúc mà tao vẫn không nghe được nó nói cái gì. Nhưng mà ý là sao? Cái ý mục đích là không nghe được, mình không hiểu luôn. Chỉ biết là nói một câu là cuốn mặc váy mới hả? Đấy, đầu tiên là nó hỏi là cuốn mặc váy mới hả? Tao nghe thấy rồi nhưng mà tao không trả lời gì hết. Tao nói là hai đứa cuốn mặc váy mới hả? Hả? Tao mới quay ra tao bảo xong nói thì cứ không tìm đến nhất. Không nghe nổi. Buổi tối hả? Buổi chiều ấy. Chưa là bài cam hả? Rõ rồi nó hỏi ai mua bài đen. Nó bảo là nó mua nó tạo móc ra luôn. Lúc thì mẹ mua, lúc thì bà mua. Nó không biết ai mua đúng không? Nó liên lên rồi đó. Sao nó biết được? Sao nó nhớ nổi? Nó nhớ nổi mẹ. Nó phải xin cho nó. Nói đi con. Nên là nó liên thiên đấy, còn có một kiểu người ta mặc định. Một là bà mua. Hai là chị mẹ mua. Cái gì cũng mẹ mua hết. Cái gì cũng bà mua hết. Đó là liên thiên. Đây là liên thiên. Ít thì bảo mẹ mua, ít thì bảo bà mua.
còn bảo đi đây đi đó, bây giờ thì không biết đồn đâu đấy. Nên hội mà chúng nó chỉ nhiều lắm, mà tao không biết chỗ đấy là chỗ nào mà. Sợ cho vô mấy cái salon chém cho thì đúng là đẹp 1,5 triệu. Tao chịu ngang đấy mà. Giá rất là hợp lý, kiểu tao cho nó chỉ hoàn. Tao nghe chúng nó chỉ ở cái chỗ nào là nhánh hông á. Cái gì Huy Trần Trần Huy ấy. Nhật Quân. Nói thì tao thấy thằng Nhật Quân nó tăng nhiều lắm. Nó nhớ bữa tao đọc một cái chữ Huy, nhớ tận nhiên Nhật Huy thôi, nhớ rõ cái tên thôi. Tao chỉ biết là nó ở gần nhánh hông. Thằng cái tăng này hoàn, mười mấy đứa đều tăng cái tên đó. Quấn nhiều mà, ra ngay ngoài đây nè. Quấn thôi mà. Nếu mà quấn nhạc ngoài này, bọn nhân viên sẽ quấn nổ. Nó quấn thuốc để quá. Để thì có một thời gian nó vã ra nước. Nó nhẹ sạch nước quấn không còn luôn. Tiếp tiểu. Quấn thì phép cho khóc đèn đi chơi. Quấn xong, thích đến giờ cũng hết nhà hết. Là quấn xong thì dám ngày nào cũng quấn tóc lại. Giữ cái nếp đó. Thế ngày gội đầu mới là ngày nhà tóc ra thôi. Thì vậy nó có khúc bằng đó, nó mối đó mày không? Người ta lấy ăn trước, người ta lấy ăn sau á. Ờ thì ta đang bảo muốn ly hồi xưa mới thiết kế tí một mày hả? Đang đi đi rồi. Ở đúng ai quả không? Các mình thừa chỉ quá, mình nối. Đó, thế này thì có phải là gu của cái gì? Ngọc Trinh. Ngọc Trinh. Chuẩn với Ngọc Trinh nha. Vậy này nó
con ăn từ giờ 6 giờ 7 giờ kém. Không, 8 giờ kém rồi. Con chồng cái tầm này nó có bàn không nó hình chơi vậy thôi nó ha. Mà hình đăng con ta canh mặt ấy thì ở con người mẫu mặt thì có ngọc. Hình đăng mẫu chụp trên đất thì không có ngọc. Hai ngọc này này. Chứ không ngọc thì mình hoa cái gì? Nó chỉ là cái đường xẻ ra cho mình hay vào vậy thôi. Mình kêu là hình ngọc, nó đính thêm ngọc vào. Để đính thêm ngọc vào. Đánh cho mình nhiều bạn. Không biết mà phải dễ chịu không? Con học được nó đang học được. Con đeo cái cây này ở cái cây. Chịu lấy cái này lắm. Mình chết mệt. Con còn mệt nó đi từ nhà này lê thê đâu nhà kia. Lê thê đâu còn nhà kia nó học. Thế là mua được cái mặt của mình. Để mua kêu đồ mà thắng thì vô cái hình nó như đặt hàng tại vì khi nhắn tao sư chủ nó nhiều lắm trên đường nhắn không có tao không mua mà nó cười lần ra việc mà lần trước cãi nhau mấy lần cái vụ mua hè xong rồi tao cọc tiền cho nó xong rồi nó không cầm về hàng nữa tao chủ nó nên mới cãi tiền bạc với tao nó cứ tao không có tao này tao cảm ơn mày mà kỹ hàng hết thứ. Hai cái lỗ trên thì vậy hôm qua con nhà khỏe chứ làm gì đâu. Hai cái lỗ chim bóng hay hỏi á? Hỏi không mua? Hỏi lỗ trên mà. Ba mua rồi thì cái gì đâu, cái máy đấy nhìn đấy. Cô chị? Thì mua cái đó tao nữa là được rồi gì nữa. Đi mua đôi cà nữa đi. Mà nhìn vậy thì cũng tạo thêm cái màu đỏ gì nó cứ mỏng ra hình sao lại màu đỏ cho nó nghe là mỏng màu kem mà ý là nó cái màu đỏ ta mới hỏi là còn màu khác không nó bảo còn màu đu nhưng mà ta nhìn cái màu đỏ cứ thấy nó mỏng manh rồi ra thôi cái vải ấy mà nó gọi là gì nếu phải thích cắt tên là được không phải cắt tên vải nó có cái vải đỏ của tao nhìn chắc ai cũng được cắt tên nhìn cái này không biết rồi trong cái lần giá cao đi kiểu cây cối như nó ấy nhỉ cái cây đây là đồng giống quá đẹp về đồng trắng á tam lai nó đi vẫn rồi sẻ ở dưới này à. Có đấy nhưng bao khó luôn đồng chữ A mà đúng không dưới nó rộng lắm nghĩa là nó có sẻ tàn nên nó thoải mái để ấy. Tao hỏi là đầm chữ A hay là đầm chè chứ A chữ A ừ tao thích chữ A mà tao thích chè đầm gấm mà không có đầm con thương mua chè đó sao không có cái súng tại nó đen đầm đỏ nó tao tại nó đen một thứ nhất là nó đen thứ hai là đỏ nó to phần trên nó to bắp tay cổ nó mặc cái đầm này tôi chứ chân nó lại nhỏ quá ôi chân nó lại teo chân thì to bắt tay cổ thì toàn mỡ thôi mà chân thì nó chiều chiều như thế còn nhắn tin nó thấy chả được cứ đâu ngộ vậy nó thì mà lau mồm này, dài,
nhọc nhằn lắm, tôi phải hầu chị chắc nhọc.
Hãy
nè, bỗng làm sao mà bỗng được, bỗng bật gác đúng không?
qua mẹ xuống mình lại xuống nhà mình không ngủ đâu. À, mày cần giữ trắng. Mẹ ơi. Mẹ. Đấy, 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 đấ
ra cái là cà cà luôn đó. Đâu nhiều đi đâu đâu. Robi rồi.
rồi. Thì cuốn không uống. Hết rồi. Còn cái vỏ thôi. Còn không? Còn. Uống không? No, no. No, no. Cá bồi vậy.